Dạ, con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc đạo đức kệ của tác giả sư Thanh Minh. Đạo đức đạo là đường sống chánh chân, đức là tâm tính hiền nhân thiện lành. Đạo thì phải học chuyên cần, đức do tu dưỡng tinh thần mà ra đạo thì vô số bao la, đức là những cái mà ta đã hành. đạo do người khác khởi sanh, đức do mình tự thực hành thiện tâm. thế gian sẽ bớt lỗi lầm, nếu không có đạo thì tâm chẳng lành. con đường ai đã khởi sanh Đường lành đường giữ thực hành ra sao Đạo thì có thấp có cao Có chân có tục đường nào nên đi Đường nào mà diệt sân si Đoạn trừ tham đắm là đi đúng đường Đường nào tục lụy vấn vương Tham lam sân hận là đường xấu xa Đường nào bất chánh thoát ra đường nào chân chánh thì ta thực hành đã là đạo đức nhân sanh thì người ấy phải thiện lành thẳng ngay nói năng hành động tỏ bài từ bi hỷ xả người này chảnh chân sống đời đạo đức thiện nhân thế gian hạnh phúc bớt phần khổ đau đạo hiếu Phận làm con hiếu mẹ cha Dưỡng nuôi cha mẹ lúc già ốm đau Đỡ đần hôm sớm mau mau Kẹo mai khuất bóng lại sầu với thương Mẹ cha đâu có cụ trường Một mai rồi sẽ lên đường về nơi Nhưng khi còn sống trên đời Niềm vui lớn nhất nghe lời thành công con mình sự nghiệp hanh thông thì cha mẹ cũng thỏ lòng an tâm chẳng mai con phạm lỗi lầm làm điều trái đạo thì lòng quặn đau ai thương cha mẹ mau mau dựng xây sự nghiệp để sao được nhờ tham lam công việc lú mờ quên đi cha mẹ thờ ơ tội tình nhớ công người đã thân sinh dưỡng nuôi từ lúc hình hài ẩu thơ hiếu là đền đáp bây giờ chữ đâu phải đợi bàn thờ cũng dân khi sống tạo được phước ân khi chết phước phần ở chốn nhân thiên sống mà tạo tội liên miên chết vào đỏ xứ chịu liền khổ đau hiếu ân quan sát trước sau xét suy tội phước mà mau kịp thời khuyên cha mẹ hướng về nơi quy y tam bảo kịp thời tu tâm tránh xa tội nghiệp lỗi lầm siêng năng làm phước tu tâm thiện lành phận làm con hiểu viên thành khi cha mẹ thoát tử sinh luân hồi đạo làm cha đạo làm cha đối với con tình thương nhân cách sẽ còn nặng sâu tình thương dù lớn đến đâu nhân cách không có con nào nọ nghe dù dùng quyền lực răng đe không bằng gương sáng chở che ân cần tâm tình con trẻ dần dần lưỡng theo năm tháng cha cần hiểu ra khi con ngộ nghịch rầy la bằng tình thương chứ không là hận sân dùng lời giải thích biện phân tỏ lòng tôn trọng là phần tốt hơn trẻ con nhiều thứ mong cầu xin gì không được thì sầu thiết tha tình cha rộng lượng bao la cho gì thiết thực để mà phát huy tài năng trí đức đúng kỳ tuổi nào học tập những gì đáng nên xa phong kỷ luật vững bền tẩm gương đạo đức cha nên thực hành tu thân rồi mới trị gia trụ cột trong nhà thì phải trang nghiêm cha nên học đạo thánh hiền tỉnh tôn tam bảo thiện hiền sâu xa rồi sao hướng đạo cả nhà tu tâm tích đức để mà an vui mẹ hiền mẹ hiền tình mẹ vô biên Thăm tình mẫu tử thiên liêng vô bờ thương con phải biết làm ngơ cho con tự lập tuổi thơ can trường Hưởng con đi đúng đạo đường dựng xây tuổi trẻ kiên cường tiểu giao Gửi con đi đến nơi nào có thầy bạn tốt truyền trao pháp lành để con tu trí học hành luyện rèn nhân cách thiện lành thẳng ngay thương con nên mẹ chỉ bày tầm sư học đạo từ ngày con thơ cho con thỏa những ước mơ bay cao nhưng phải đúng bờ thánh cao dù cho con ở phương nào thì tình mẫu tử vẫn cao vô cùng mẹ như biển nước bao dung đưa con đi khắp tận cùng xa khơi cho con hiểu lẽ đạo đời Cho con trí tuệ tuyệt vời sâu xa Đó là tình mẹ bao la Thấm tình mẫu tử bao la mẹ hiền Đạo vợ chồng Vợ chồng thì phải tương đồng Ba điều hòa hợp sẽ không đổi đầu Nhân duyên dù có thâm sâu Hai dòng tư tưởng đối đầu cũng tan Một là cùng có đức tin Chung dòng tỉnh ngưỡng tâm linh đạo màu Cả hai có đức tin sâu Đức tin gắn kết tâm đầu thủy chung Hai là giới hạnh phải cùng Chồng lành vợ giữ khó cùng dài lâu Vợ lành chồng giữ cũng sầu Cả hai cùng giữ đối đầu chiến tranh Cả hai giới đức thiện lành An vui hòa hợp đồng hành thủy chung Ba là học thức phải cùng Tướng đồng trí kiến mới cùng hiểu nhau Hiểu rồi không luận thấp cao Không ai ngã mạng người nào cũng vui Tương đồng ba cái ấy rồi Vợ chồng hòa hợp hợp rồi cũng tan Thế sang chẳng thể nghĩ bàn Nhân duyên là lẽ hợp tan vô thường Tu tâm thì mới cũ trường những ngày trai giới phải thường tịnh tu xử sinh thời khóa công phu gieo nhân giải thoát cho dù tại xa hộ trì giáo pháp phật đà mãi này phước trí thật là an vui đạo vợ hiền vợ hiền như thể nàng tiên gia đình hạnh phúc bình yên cả nhà có khi như thể mẹ già thương chồng nên phải gắn mà đảm đang có khi như chị với em bao dung đùm bọc vì em dại khờ có khi như thể bạn bè Tấm tình thổ lộ không che giấu gì có khi như đứa em thơ ngây ngơ yếu đuối cậy nhờ đàn anh, cuối cùng như thể đứa hầu tận tâm như lúc nàng dâu mới về: dù cho cố gắng trọn bề cũng không tránh khỏi não nề khởi lên, vì đời vui ít khổ nhiều. Sống chung thì phải biết điều với nhau Muốn cho an ổn trước sau Phải quy chánh đạo phải mau làm lành Phải trừ phiền não phát sanh Sống đời đức hạnh phước lành an vui Đạo anh em Làm anh thì phải hiền lành không nên tranh chấp giật sành với em Làm anh thì phải bao dung Không nên chấp vặt nỗi khùng với em Làm anh thì phải nêu gương Sống pha đi trước mở đường cho em Làm anh thì phải tin nhanh Thấy đàn em dạy thì ngăn chặn liền làm anh thì phải chân thành nỗi làm thì phải đồng hành nhất ngôn làm em thì phải trọng tôn kính đàn anh lớn chớ khôn lỗi mình làm em thì phải nghĩa tình làm gì thì cũng tỏ trình thưa lên kính anh là bậc bề trên tỏ lòng tôn trọng cho nên nghĩa tình làm em phải biết phận mình kính nhường anh trước rồi mình mới sao nhiều khi khúc mắt với nhau em nhường nhịn trước để sao tỏ bài anh em tình nghĩa vui thay anh em đánh lộn tao mày thì đau anh em có trước có sau, có trên có dưới cùng nhau hợp hòa. Anh em dù ở một nhà phước lành trí đức lại là khác nhau. sinh ra cao thấp chẳng đồng người thì đầy đủ kẻ không có gì. Người ngu kẻ trí nhiều khi. Người lành kẻ giữ khó bì khó phân Đó là nhân quả phước phần Nghiệp nhân cho quả giữ lành khác nhau Lòng tin nhân quả trước sau Thì nên hỗ trợ giúp nhau lúc cần Xa xôi hay ở sát gần Anh em giữ vững tình thân suốt đời bạn bè ai là bạn tốt nên gần ai là bạn xấu nên cần tránh xa bạn bè thân thích chẳng qua do cùng tư tưởng thành ra bạn bè ham chơi thích đứa ham chơi học hành tìm bạn ở nơi học hành tu hành kết bạn tu hành vì cùng tư tưởng nên thành bạn thân trí nhân mới biết trí nhân người ngủ biết được trí nhân bao giờ giải khờ thích đứa giải khờ trí nhân nhiều lúc xả khờ cho vui anh hùng thì trọng anh hùng đứa khùng thì chọn đứa khùng kết sao bọn khùng tụ tập đã nhau anh hùng trọng nghĩa trước sau anh hùng sao du với những đứa khùng làm cho tâm trí lao lung suốt ngày hiền nhân chân chánh thẳng ngay kết sao thì được tháng ngày an vui hiền nhân kính trọng hiền nhân ngu si lộ mạng hiền nhân chẳng gần bạn bè hiểu được lúc cần ra tay giúp đỡ không phần thiệt hơn xấu xa nịnh bợ kiếm lời đến khi hết lợi nó thời lộ ra ác tâm ngấm ngẫm hại ta nghe ta được lợi tỏ ra bực mình thiện nhân vui vẻ tận tình lợi người như thể lợi mình cùng vui kết thân với bạn xấu xa là ta đã tự dẫn thân đường tà bạn lành trí thức dạy ta con đường chảnh đạo để mà tu thân chánh nhân thì phải biết gần những người chân chánh kết thân trọn đời Trí nhân tìm bạn đúng nơi, bạn cùng người trí cả đời án vui. Đạo sát đời: đạo là giải thoát thói đời mới đi tầm đạo mới rời những gian. vì đời phiền não ngút ngàn, đạo lìa nhân thế vén màn vô minh. Vì đời sinh tử tử sinh Đạo tìm chân lý vô sinh thoát trần Vì đời thiện ác chẳng phân Đạo khai đường tránh đoạn dần khổ đau Vì đời vui trước khổ sao Đạo lìa tham dục trước sao an lành Vì đời tranh chấp giật sành đạo buông xả hết trở thành bần tăng vì đời bận rộn lăng xăng đạo xa trần thế chỉ hành tu tâm vì đời tạo tác lỗi lầm đạo trì giới hành xử tâm thiện lành vì đời sang ác lưu manh đạo lìa sân hận thực hành từ bi vì đời tà kiến ngu si Đạo khai chánh trí trừ si diệt tà Vì đời mà đạo mở ra Con đường giải thoát để mà độ nhân Đạo xa mà cũng rất gần Đời gần có lúc cũng cần phải xa Muốn lìa sinh tự ái hà Lãnh xa nhân thế để mà tu tâm Đạo độ đời Vì đời phiền não khổ đau Con đường giải thoát đạo màu mở ra Chỉ cho đời biết sánh tà Bỏ mê theo ngộ bỏ tà theo chân Vì đời không biết nguyên nhân làm gì để được phước phần an vui si mê cầu cạnh ngậm ngùi mà sao chưa hết vẫn vùi khổ đau phật đà giảng giải trước sau làm lành lãnh ác sẽ mau an lành từ bi chớ hại chúng sanh thì mình được hưởng phước lành lạc an tránh xa trộm cắp dối gian thì sao tài sản chứa chan lo gì Dân tà chẳng lụy vậy thì gia đình hạnh phúc đến khi tuổi già tránh xa dối trá điêu hoa nói lời thành thật người ta trọng mình chớ nên nghiện ngập tội tình tránh xa trí sáng tâm minh mạnh lành thiền môn là chốn tu hành ta nên xeo tạo phước lành tương lai chắp tay kính lễ phật đài tâm cung kính tạo tương lai phước lành cúng dàn tam bảo tịnh thanh nhân thiên hưởng phước án lành dài lâu Lắng nghe giáo pháp nhiệm màu Thiện tâm trí sáng mai sao thoát trần Tu tâm giác ngộ dần dần Đoạn trừ phiền não hết phần tử sinh Đạo là đường sáng khai minh Độ đời thoát khỏi tử sinh não phiền Con kính thưa đại chúng Con vừa đọc xong Đạo đức kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lành.